Ladies and gentlemen, welcome to Minecraft. Chào mừng các bạn đến với MKR KBM. Mà anh em thắc mắc đó là cái dấu gì thì nó là Minecraft Cobblemon. Đấy thì tại sao tôi lại nghĩ ra cái KBM đó, nhưng mà nghe nó cũng hay hay phết cho nên là ok, đọc cho vui thôi. Còn giờ thôi quên cũ đi, đừng đừng để nghe thiểu năng vậy là. Ok, thì hôm nay là tôi sẽ đi tìm mấy cái cây apricorn như này để tôi làm thứ nhất là làm apricorn, thứ hai là làm hạt giống. Để tôi đem xuống một cái hang hôm trước, tập thứ hai tôi đã tìm thấy. Còn đây là tập thứ ba. Chào mừng anh em đến với tập thứ ba của Minecraft Cobblemon. Nó giờ mới hết chào nè. Ok. Rồi, chúng ta sẽ còn hốt được cái cây này. Cây này thì gỗ. Ui, gỗ đẹp phết nha. À không, thật ra gỗ nó cũng hơi giống gỗ thường. Rồi. Chết, còn nếu có gỗ thường ở đây, phát. Rồi sao, đặt ra thử đi. Cái màu nó sẽ cam cam một chút. Giống cái lá. Nhưng bây giờ làm sao để có cái hạt giống ta? Hạt giống ở đâu này? Black apricorn. Ok. Màu đen thì chúng ta có thể dùng để chế đây đây đây, hạt giống đây, hạt giống ngon. Rồi chúng ta đã có hạt giống thì chắc là hên xui rồi. Hello Bubit. Rồi tôi hết bone rồi mà. À, giới thiệu với anh em luôn lý do tại sao tôi hết bone thì tập trước là tôi đã bắt được con Stelix rồi. Rồi sau đó thì khi mà off không có quay á thì tôi có bắt được một con Bolitoe. Đấy, con ếch. Hello ếch. Rồi. Fuck. Và chính vì cái việc thiếu bone như vậy nên là tập hôm nay tôi mới còn phải đi tìm mấy cái cây apricorn để mà kiếm bone thôi. Okay. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho anh em luôn căn nhà mà tôi mới xây ở dưới cái hang đó. Oh, hello Emoga. Emon. Fuck. Ê, từ khoan, tôi sẽ giết luôn mấy con bò này. Fuck, mình không có sỏi nha. Nếu mà có sỏi ở đây tôi sẽ chế luôn cái đuốc. À không phải, cái bật lửa. Chúng ta sẽ cho mấy con bò này sáng, sáng nhất đêm luôn. Sáng nhất trời, sáng giữa trời, sáng giữa một bầu trời sáng. Có thể là mai mốt là tôi sẽ làm một cái trang trại bò ở dưới hang. Sẽ hơi mệt đó, tại vì tôi phải lôi nguyên một con bò xuống. Hai con. Tôi sẽ phải lôi hai con bò xuống và cho tụi nó thông nhau dưới đó. Và sau này là con cháu dưới đó nó sẽ hình thành một cái nền văn minh dưới đó, bắt đầu từ hai con bò. Kìa, apricorn kìa. Hình như mình đang đi một vòng ha. Fuck, mình đi lại cái nhà cũ rồi nè. Ok, chúng ta sẽ qua hốt cái cây này luôn. Hy vọng là nó sẽ cho mình hạt giống. Hạt giống. Fuck. Hạt giống. Ok đây. Hạt giống đây. Chúng ta có hạt giống xanh rồi, ngon. Rồi, tôi sẽ đi theo hướng này để xem thử là nó có ra cây gì nào. Hiện tại tôi muốn có cái cây màu đỏ, nhưng mà tôi sẽ cần phải có hạt giống cây. Bây giờ có hạt giống cây xanh nè, cây đen nè. Tạm thời thì những cái cơ bản trước là chúng ta sẽ còn hạt giống cây đỏ với lại cây vàng. Hello. Chào bé, cười cái gì đấy? Cười con mẹ mày, quá chích mẹ bây giờ. Và đây rồi, chúng ta ra đồng bằng. Đồng bằng có rất nhiều apricorn, ngon. Rồi, đây cũng có một cái hang khác. Dưới kia có một đống sắt kìa. Ui bò. Tôi sẽ đặt một cái ra đây. What the fuck. Ui thỏ béo, chú thỏ béo. Đó, tôi sẽ đặt ở đây là đồng bằng. Đồng bằng là plan nữa nè. Plan, ok. Tôi nghĩ là con Bolitoe của tôi có thể chơi được nó. Ok, chúng ta có chiều water gun. Xúc nó. Ok. Rồi, work tiếp. Chết đi. Chết ngủ mới đây. Rồi xong. Ok. Bên này cũng có một cái cây bên này màu xanh lá. Phật. Màu xanh lá. Hết rồi. Còn cây này nào? Ui trời sắp tối hả? À tôi có cái giường này quên. Máy. Ngon rồi, đi ngủ thôi. Ngủ dậy đi chứ buổi tối nguy hiểm á. Buổi tối lớn ngớ mấy anh xì kè ra, mấy anh bắn mà thấy mẹ nữa. Ok, rồi tới bàn Stelix của chúng ta. Đây, đó, nhìn cái là to đi. Đi sao nhìn cái tướng này nhìn nó kỳ kỳ thôi. Ôi, thế là bậy nha. Ôi, không được nha. À, tụi bay, kênh của con nít coi tụi bay làm gì á. Tầm bậy tầm ba nha. Mà có chích cũ tụi bay đây à. Chúng ta sẽ sử dụng hơi thở của rồng. Thở vô mặt nó. Đó, nhìn mồm này là thấy không hả? Nhìn cái miệng này thấy không thơm rồi á. À, chắc cả tuần này không đánh răng rồi. Thở vô miệng nó. À thở vô mặt nó, đừng thở vô miệng. Thở vô miệng nhìn gay lắm. Rồi tới liệt rồi, ngon. Chúng ta sử dụng chiêu thử chiêu phai phan thôi. Đây là chiêu nhanh lửa. Trời mưa mình đi dùng nhanh lửa hơi rảnh ha. Rồi ngon. Ok, chúng ta có 16 miếng thịt bò. Rồi chúng ta có một cái len nâu. Đặt đây làm kỷ niệm nha. Cắm thêm cái đuốc lên. Đó. Ok. Ui, sắp xếp. Ui, Herobrine á. Ôi, Herobrine mới spawn bên đó không ta? Ở bên đây có một cái hòn đảo cách biệt với thế giới. Tại sao ở đây là tự nhiên nó mọc ra một cái đồi lên như vậy ta?
hư cấu. Ồ má, trong ui trong cái đồi là cái hồ đồ ảo ơi, trong biển là có cái đảo, xong trong cái đảo có cái hồ. Bọn này rảnh thiệt. Hello, sao qua đi cạp cạp cạp. Ok, chúng ta có cà rốt, khoai tây, thì chúng ta có thể trồng khoai tây ăn cà rốt siêu ok rồi. Ấy có cái này nữa nè, ngon, có than nữa nè. Rồi à, chị kia này bố láo ngoài, nó dám tỉa tôi. Mất dạy, mất dạy, mất dạy, chưa đi chưa đi. Ok, ô xương, ok tôi sẽ lướt xương. Đúng thì con cừu đã bất lực trước một cục đá vừa to vừa dài mà nó còn biết xoay nữa chứ. Wait. Ok xong. Ê, nó cho cái gì nè, nó cho lên trắng và cái berry. Cái berry này sẽ giúp mình chữa tê liệt ha. Ok khỏi. Ok đó, làm kỷ niệm. Kiểu này mai mốt là chắc cái khu này toàn là len với lại đuốc không. Rồi bên đây có một bạn Sike này, mình sẽ giết bạn này lấy xương nha. Rồi chết đi bạn. Ok. Khoan. Ui ui, cái gì vậy? Ồ trời, ê, hình như tôi mới giết phụ huynh nó, giờ nó lại nó trả thù hay sao á? Mày trả thù, tao cho mày đi gặp bà mẹ mày luôn. Rồi. Mày quá, tí nữa thì server có Batman này. Nguy hiểm quá là. Vậy tôi sẽ chuyển skill của con này một chút, tôi sẽ đổi phải phản qua chỗ khác đi. Đó, hai con cao bằng nhau rồi nè. Đó, nhìn nhau đi. Bây giờ thì ít power. Đúng, đó, mạnh hơn hẳn, ngon. Mà ngon mày hồi máu đi, rồi xong, má nó hồi thiệt kìa. Phục. Bubble beam. Còn này cho nó uống sữa hồi máu á, chứ bây giờ tôi đè nó xuống tôi bú nó thử coi thử hồi máu không. Ui đam to phết. Ôi nó tê liệt, nó không, nó tê liệt, nó không hồi máu được. Ngon mày nhờ. Rồi xong, một con đã hy sinh rồi. Ok chúng ta có bộ ui lên level luôn nè, ngon. Bộ lý tuệ lên là 40, ai bị là 27. Tôi quên trên cho con gây ra đó thôi. Ôi cái địt còn ngồi nó tí chết. Trời má, hết hồn. Ui, mấy nguy hiểm bay. Ui, Labrat. No, nhưng mà không, bây giờ không có bone được mà. Nướng thịt tí. Labrat em ơi. Bây giờ tôi không có cái gì để chế hết được mà. À, tôi có sắt nè. Ui, tôi có thể dùng sắt để chế cái gì không? Có loại bóng gì mà tôi có thể dùng sắt để chế không? Không, rất tiếc là điếu. Tôi thiếu đủ thứ hết á. Thiếu màu đỏ, để mà. À có hai cái màu xanh với hai cái màu đen. Hai cái màu xanh với hai cái màu đen. Đi chế gì quên bà thôi. Đây. Đây đây, ở đây. Đây đây. Đây. Ok rồi xong mày mày, tao sẽ hốt xác mày. Lại đây về đây với anh. Bôi, ai này heavy bone chứ nhỏ, lộn. Hello ít. Yeah. Chúng ta đã có Labrat và chúng ta đã có thịt. Ngon. Rồi, xong. Cái này là cây màu màu đứa có màu. Phật. Ồ, đứa có trái luôn chứ không phải đứa có màu. À đây cây màu vàng. Ngon. Hạt giống. Hạt giống. Hạt giống. Rồi ít ra thì tôi đã tìm thấy cái cây màu vàng. Ê khoan. Đúng ra. Yeah, đúng ra. Đưa. Oh shit. Oh shit. Ở đây. Ok. Hạt đâu? Hạt ơi. Ngon. Ok, bên này tôi thấy còn một cây bên này. Đây. Ủa, cây màu vàng luôn hả? Chiêu, chiêu. Ui, cây màu trắng. Ui, cây màu trắng là nhìn mọc mọc. Ui, hạt trắng. Ngon. Rồi chúng ta đi về rồi. Ui, màu đỏ kìa. Phật. Ủa vào. Từ nhìn kỹ lại. Ôi, hình như màu đỏ, hình như nó. Nó không cần đi đâu được đâu. Mình là tìm được nhau. Mình là quăng cái gì đây? Quăng xẻng ấy. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Con ngựa nó có đúng cái vậy.
Màu đỏ, rồi tôi đặt chỗ này là màu đỏ nhưng mà tôi để là màu xanh nó mới hợp lý. Đó. Màu đỏ nhưng để màu xanh. Rất là cháy. Đây nhà này. Thì đâu tôi quay boy. Đó, đây nhà em thấy giới thiệu của anh em. Thì như là anh em nhớ thì là quỳ của mẹ mày. Mày dám xâm nhập gia cư bất hợp pháp mày. Đây là hang của tao, đây là nhà tao. Mày dám vô đây, bốn nhát dưới tàu hầm. Ok. Đây là cái chỗ mà đi ra cái chỗ con qua đình. Rồi đây là cái nhà của tôi. Mà nhà rất là đơn sơ mộc mạc. Đấy, rất là nhỏ bé, bé bé xinh xinh. À, rồi, đây, cầu thang đây. Đó, ok. Đó, cái nhà rất là yên bình đúng không? Đó, màu tím mộng mơ. Thật ra giờ tôi làm biến đào ra chứ. Này, cái này mà trang trí nó nhìn nó xấu lắm. Tôi sẽ đem lên đây trồng hết luôn. Đó. Ngon. Ờ, như vậy tôi đã có một cái khu gọi là bé bé xinh xinh rồi, khu vườn nhỏ bé bé xinh xinh đó. Vậy là khá ổn. Bây giờ tôi chỉ còn đi train cho con Ivysaur nó vừa xả đất nó tiến hóa nữa thôi. Vậy chúng ta sẽ loot luôn cái trái này. Chưa. Hốt. Hốt. Loot. Rồi. Bây giờ là mình sẽ bật gọi là tàn sát tập thể nha, không trừ một đứa nào hết. Chủ yếu để chơi level thôi. Rồi, Brain. Chu. Dino. Quốc, ui má con này là 45 hả? Đi bộ rồi. Stelit. Stelit tớ tin cậu. Tớ tin cậu làm được. Quốc chết mẹ đi. Giờ luôn á. Rồi ngon lành, xong. Thôi, Gia đó level 25. Ô má tảng đá khổng lồ. Chờ. Ê, hello chim. Là full red. Tôi muốn bắt con này anh em ơi. Con này là 40. Con này nhìn vui quá. Tôi sẽ hốt con này. Với Bolitoy. Con này tôi nghĩ là bắn một cái nó không chết đâu hả. Ui má. Ồ. Ui chưa bị hụt quá. Shit. Ồ. Đâu. Ui Valin nó quánh cho con của tôi nó bị tê liệt 3 lần luôn. Vãi. Ui đó. Ui nó trả thù. Còn người nó sẽ còn sẽ lên là phế phế cái gì ta. Tôi thề luôn, con này cảm giác nó phế phế cái gì á. Hay giờ skill yếu quá. Chắc là nó sẽ còn phải học thêm một số skill mới. Rồi, rồi xịt nước vô mặt nó. Cái gì? Thiệt luôn. Bắt này được nó thì chúng ta sẽ qua bắt này con này. Con này là con level 38 nè. Level thấp hơn xíu. Bubble beam. Ok. Đó, quầy má mà chết luôn kìa. Hết đủ. Hơi toang ha. Ui, ok, nhưng mà được cái là con này chơi level nhanh. Nhanh thế. Ok, nó sẽ hốt xác con này. Bubble beam ta. Hết đủ, nó quấn tôi là đéo quá. Thunder fan. Ồ chết mẹ lộn chiêu rồi. Fuck. Oh shit. Anh ơi đừng quýnh em anh ơi. Đừng quýnh em. Đừng quýnh em ơi. Đừng quýnh. Mình có thể bắt con này luôn nhưng mà mình đang muốn trên level cho nên là Bright. Ok. Xong. 1, 2 và bập. Đó, tưởng nhớ. Rồi bên này có một bạn 37 nè. Bạn này chắc dễ chơi hơn. Ngon. Rồi xong rồi xe đất đã lên level 30, 33. Đủ level tiến hóa rồi. Đây. Đây. Đây và bụp. Thế là xong chúng ta đã có một bạn gold đất. Yeah. Ui mắt con này ba mắt. Fuck yeah.